Diễm Thi xin kính chào quý vị với bản tin tối thứ năm 18 tháng 8. Những tin đáng chú ý hôm nay gồm có Tòa Bến Tre xử phúc thẩm vụ án gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Tổng thống Biden hội kiến với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, phiên phúc thẩm xử 4 người gồm bà Trần Thị Thúy, ông Phạm Văn Thông, ông Ca Văn Tình và mục sư Dương Kim Khải, phụ trách Hội Thánh Tinh Lành Mennonite ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, từng được biết đến với tên gọi Hội Thánh Chuồng Bò, đã diễn ra từ 7 giờ rưỡi sáng nay tại Tòa án tỉnh Bến Tre. Đây cũng là nơi từng diễn ra phiên sơ thẩm đối với 4 người vừa nói và 3 người khác hồi ngày 30 tháng 5 vừa rồi, về tội bị buộc là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tòa giữ nguyên bản án nặng nhất là 8 năm tù giam đối với bà Trần Thị Thúy và 7 năm đối với ông Phạm Văn Thông. Ông Cao Văn Tình giảm án nửa năm và mục sư Dương Kim Khải được giảm một năm. Sau khi phiên xử kết thúc, bà Cao Thị Sâm, chị của ông Cao Văn Tình cho biết như sau không thấy theo xét ra là tỉnh nó chỉ nó nghe lời người ta nó chỉ đi theo và chỉ thấy thôi. rồi sau mà siêu án nó tới 5 năm rồi đợt này kháng cáo mà không có giảm được nữa mà có 6 tháng. Dạ. Yeah. nãy nhiêu là 4 năm 6 tháng. Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay hội kiến với phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, tuyên bố rằng Washington sẽ củng cố quan hệ hữu nghị, bền vững thân thiện với Trung Quốc. Tân Hoa xã lan tin này và cho biết tiếp, Phó Tổng thống Mỹ nói, ông tin rằng sự hợp tác song phương sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc ổn định nền kinh tế thế giới. Dịp này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định rằng Washington tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc. Hoa Kỳ không tán thành yêu cầu đòi độc lập của Đài Loan. Ông cũng xác nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Hoa lục. Ông Biden bắt đầu chuyến công du chính thức Trung Quốc hôm qua và lưu lại nước này trong thời gian 6 ngày. Và thưa quý vị, báo chí do nhà nước Miến Điện kiểm soát đồng loạt cắt bỏ các bài bình luận và khẩu hiệu chỉ trích các cơ quan truyền thông nước ngoài trong một dấu hiệu giới cầm quyền rang muốn tỏ ra chấp nhận những tiếng nói độc lập. Báo nhà nước cũng giảm bớt lời lẽ công kích lãnh tụ dân chủ, ông San Suu Kyi. Trước đây, ba tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Miến Điện phê phán các đài VOA và BBC là tạo sự hiềm khích trong dân chúng, kích động họ chống đối chính quyền. Các khẩu hiệu đăng trên báo kêu gọi dân chúng không nên tin vào luận điệu của các đài nước ngoài chuyên gây xáo trộn. Tuy nhiên, chính quyền Miến Điện vẫn kiểm soát chặt chẽ các đài truyền hình, giới truyền thông quốc tế cũng không được phép tường thuật tin tức thời sự từ nội địa Miến Điện và website các báo đài nước ngoài vẫn còn bị phong tỏa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.